thiệt bực ghê nha. Lố thất cứ làm hoài. Tôi xin làm với ông á, tía tôi không có cho. Mày nói làm sao chứ, tao thấy chú hai cho 6 nhúng với 8 tạng đi chi làm đó. Không, đừng nói nữa ông ơi. Ông càng nói càng tức thêm. Sao ạ? Dù gì cũng là con, mà hai người đó thì để đi, tôi bắt ở nhà. Làm giống như tôi con ghẻ ông bằng. Thôi đừng nói bậy mày. Nhiều khi chú hai thím hai không có khoái cái nghề chạy xe ôm lông bông ngoài đường như tao thôi. Chứ chắc vậy. Không phải vậy đâu. Tao nói bậy á. Nghĩ làm sao con mình lớn rồi phải cho đi ra ngoài đường học hỏi với gia chạm với người ta. Đi một ngày đàn học một sàng khôn chứ mày. Cái này hợp lý nè. Ừ, cái này tao mới nói hợp lý nè. Coi chừng hồi nãy mày nói đúng á. Nói gì đúng? Tao thấy mày không có giống chú hai thím hai miếng nào hết trơn. Coi chừng ổng bả lụm mày ngoài bụi chuối hay gì không chừng á. Ê ông Tèo, ông lớn rồi nha, ông có nói, ăn nói bậy bạ vậy nha. Nói chuyện đàng hoàng giùm cái. Không có. Thiệt á. Không chừng vậy á. 24. Mới đây 24 cộng mà mày làm vừa vừa đó ha. Nhổ đại nhổ càng đi, nhổ hồi cái đầu tao như cái sân bóng đá mini đi. Ủa sao tiếc? Tiếc còn trẻ mà tóc bạc nhiều quá vậy? Tại tao máu xấu bạc sớm. Vậy hả tiếc? Ủa tiếc, sau này con lớn lên cỡ tí vậy chắc con cũng tóc bạc nhiều lắm luôn ha tiếc ha. Mày lo chi xa dữ vậy? Chắc không có đâu con ơi, mày không có bạc đâu. Không có, con là con của tí thì con phải giống tí chứ. Mày đâu phải con tao đâu. Tao lụm mày ngoài đầu ngõ. Có ai đem lại bỏ đó đâu. Quấn cái khăn bỏ đó. Tía thấy vậy tía sợ con chết. Tía đem gì tía nuôi. Trong có miếng giấy tao ghi mấy chữ là ai lụm được nuôi giùm. Miếng giấy tao còn cả một tủ kìa. Chứ đâu phải con ruột gì đâu. Ủa tía nói thiệt nói chơi. Nói thiệt chứ. Thấy mày tội nghiệp tao lụm về nuôi vậy nó chơi. Ừ, tía hay giỡn lắm mà. Nào giờ tưởng đâu nói chơi. Hèn chi đặt tôi tên cầu. Cầu cầu từ phương xa bay lại rồi cái vô tình nhận nuôi luôn. Thiếu gì tên đẹp không đặt. Ví dụ là tên Tấn nè, tên Xuân nè, tên Hùng nè. Mấy tên đó đẹp cái mồ luôn, không đặt. Nghĩ làm sao? Tao nói chơi nó giỡn cho mày đỡ buồn vậy thôi. Bộ mày tưởng thiệt hả? Mày làm phải không? Đi chơi đi chơi nha. Đó. Đó, đi chơi. Tôi không biết nha. Mày. Mày đợi đó. Tao mét tiếng với má nè. Chủ, chắc tôi sợ. Trời đất ơi anh Bảy, tôi không ngờ con người của anh ích kỷ vậy luôn á. Kỷ gì vậy? Tội nghiệp chị Sáu. Lâu lâu á má mua cho chị cái đầm để mặc đi ăn tiệc mà anh cũng phá cho hư nữa. Em thiệt bó tay anh luôn á. Không có liên quan gì với tao à. Ê, cái cục sạc dự phòng này của tôi mà sao lấy anh sạc vậy? Thì hấp pin mượn sạc á. Sang quá ha, nhà có điện mà không chịu sạc, lấy cục sạc của tôi. Mà lỡ đi đâu hết pin rồi lấy gì tôi xài. Sao mày ngu vậy? Tao không thấy tao đang chơi game á. Tao cắm sạc vô ổ điện, lỡ nó nổ banh xác thì sao? Tôi không biết, trả lại tôi. Trả tôi. Tao bỏ chút xíu, mày làm. Trả lại tôi, trả tôi. Vô à, đồ của người ta tự nhiên cái lấy xài à. Gì bây cò? Ba đi ngồi hỏi uống cái gì cũng không uống, lắc hoài sao vậy? Có chuyện gì? Nói tao nghe coi. Biết bực bội nhà lắm á. Nhà có khách á, cái má dặn kêu là phải sáng dậy sớm nha. Má đâu có thèm dậy đâu. Chuyện đó cũng bình thường thôi. Nhiều khi hôm trước nó mệt á, sáng dậy trễ chút. Trời, có sao? Cái này không phải là dậy trễ nữa mà là không, là không thèm dậy. Thằng Tám phải đi kêu vậy mà bả cũng vậy. Nó bực quá nó lôi bà Sáu á. Lôi hồi cái nó cũng quạo, cái nó không thèm lôi nữa rồi nó bỏ luôn. Đâu có ngờ nếu mày không nói tao đâu biết những cái chuyện xấu của mọi người dưới vậy. Nói chung là bả vừa xấu mặt mà xấu nết luôn. Cô Hồng sao? Gọi cho ông Tèo qua uống cà phê chơi. Ừ, sao sớm giờ tao điện mày không được. Ừ, tính kêu bà Dài đi kiếm mày cái mày điện tao á. Sao có vụ gì vậy? Thì điện thoại anh hỏi anh chừng nào anh chạy xe em đi làm chung với anh. Ủa
Chứ sao nghe nói là bác hai không cho ông đi mà. Kệ đi, không cho đi, giờ tôi cũng đi nữa. Tôi chán gia đình đó quá rồi. Gia đình đâu mà phân biệt chủng tộc quá. Hả? Gì? Phân biệt giai cấp. Gì? Phân biệt giàu sang. Mà nói chung cũng không phải nữa, nói chung là nó hoạch đẹp luôn á, là phân biệt con ruột với con ghẻ. Ủa vậy ông là con ghẻ bác hai hả? Thì người ta phải thương con ruột hơn chứ ai thương con ghẻ. Đúng rồi. Ê sao tự nhiên táo mày chạm cho nó đau cũng không phải cọ. Xin lỗi nha bạn bè. Đừng buồn nha. Đừng buồn nha. Sao điện thoại mày đâu không gọi tụi tao lấy điện thoại bà Hồng chi vậy? Bộ ông sợ bà Hồng tính thêm tiền điện thoại hả? Đúng rồi đó. Điện thoại hư rồi, tấm tàn nó làm rớt hư rồi, mượn nó cục sạc nó không cho mượn, giật tới giật luôn làm rớt điện thoại luôn. Thì nó làm hư kêu nó đền. Đúng rồi, bắt nó đền liền chứ ai mà bỏ qua mấy chuyện này được. Nghĩ gì sao cái thằng bông trái đó nó đền cho. Bông trái nó là thầy bóng á. Ôi mày nói anh tấm tàn trai bóng luôn hả? Tôi không có nói nha, tự hai người suy luận á. Ê mà nói nghe nè, thân lắm mới nói nghe. Điều gì? Hai mốt á, ăn nhậu chung với nó phải cẩn thận. Sao vậy? Bộ tấm tàn nhậu vô nó có máu điên à? Hay sao? Ông phải nói tụi tôi mới biết được. Điên cái gì mà điên, là nó nhậu chung với mấy người mà trai thẳng á. Là nó có tính kỳ lắm. Sao? Kể ơi, kể nghe đi. Nhục xỉn vô nó hay sờ đùi, nó sờ mông nè, nó sờ ngực nè. Rồi sao lắm. Ê thôi, đủ rồi nha. Tôi chưa thấy nói sờ, mà thấy ông mới uống có ly trà đá. Sờ mó tôi lợi dụng tôi nãy giờ nha. Đúng rồi đó. Tao chưa biết tâm tàn sao chứ tao nghe nói mày cũng có cái tính mà nam nhân nữ tính, giờ biết tên ai giờ. Đúng rồi đó. Cái gì? Thằng tấm tàn nó nói tôi vậy đó hả? Nó nói vậy luôn á. Thằng này nó vậy nó chết với tôi đó. Tấm tàn. Tấm tàn. Đúng rồi, anh em một nhà vậy là không được rồi. Đúng rồi. Ủa có chuyện gì vậy? Ủa Tiến gì tám rồi Tiến? Đi đâu tao đâu biết. Có vợ có cẳng không muốn đi đâu nó đi chứ. Tám, mày về đi. Mày biết tại sao. Anh hùng quá. Trời đất ơi, ông hay quá hen. Chị em nhà này nó không thèm nhìn mặt nhau luôn rồi kìa. Mà ông tỉnh bơ ngồi đây uống trà được giỏi ghê á. Bà làm gì dữ vậy? Sông có lúc người có khúc. Gì vậy? Ủa sông có khúc người có lúc, nghe không? Chị em nó có cãi nhau thì nó mới có thương nhau, có chiến tranh thì mới có hòa bình, nghe không? Thôi nào bà lo cho nó mệt. Tôi á, tôi sợ chiến tranh mà không có hòa bình mà nó chản nhau bể đầu à. Chết xử. Sao mày tâm? Trời đất ơi, con cái có tên đàng hoàng ông làm như đánh bài vậy? Thời gian không có nhiều, làm cho nó lẹ. 6-7-8 ra biểu. Dạ. 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 Tụi bay không hay gì hết trơn hả? Bà hai mới qua cho hay đó. Thằng Tám nó bị người ta đánh bên kia kìa. Hả? Ủa sao Tía? Ở đâu Tía? Sao vậy? Ai đánh Tía? Tía nói con chạy qua bển còn sao? Tao đâu biết đâu, tao nói chơi vậy. Trời đất, vậy mà làm như thiệt vậy. Giỡn kỳ cục. Tao nói vậy coi tụi bay có thương nhau hay không, phải không? Đó bà thấy không? Anh em nó đó, làm bộ giận hờn vậy đó. Chứ ai đụng tới thử coi, chọc ruột ruột đau mà, phải không? Tụi bay á, lúc này sung sướng quá rồi. Bày đặt châu trắng châu đen, phải không? Sanh nạnh với nhau, rồi so bì với nhau, rồi xích mích, rồi sức mẻ, tình cảm. Làm gì có sao được. Trời đất ơi, anh em người ta thương nhau không hết. Thằng Bảy nè. Dạ. Chị Sáu bay á, với thằng Tám á, từ nhỏ tới lớn bay nhảy quen rồi. Thì cho nó lên thành phố để nó kiếm công ăn việc làm. Còn con từ nhỏ tới lớn làm ruộng với Tía, con thật thà chất phác, lên trên đó
làm sao nỡ người ta. Thì tía mới kêu ở nhà với tía. Tía thương con, tía mới kêu ở nhà. Còn đứa nào nó đi được thì cứ cho nó đi làm. Dạ, con hiểu rồi tía. Tía con á là nói đúng đó nghe. Còn sao nhú? Con là chị, là lớn trong nhà, phải biết thương em Út chứ. Đứa nào nó sai, nó trái cái gì thì con có quyền rầy la, dạy dỗ nó. Chứ nín thinh rồi bày đặt giận hờn thế này thế khác, làm gì coi không có được. Đúng không? Bỏ nhau được không? Đó, bây giờ anh em bỏ nhau được không? Dạ, không biết rồi tía. Đó, vậy phải chị em vui vẻ nhau không? Dạ, không biết rồi má. Ừ. Ai vậy? Ôi trời đất ơi, cái gì vậy? Ủa tắt. Ủa? Sao vậy? Con bị gì vậy? Mày sao vậy? Bị cái gì á? Đều như bà dạy đánh con. Trời đất ơi. Sao nó dám đánh mày? Tại sao nó đánh mày? Sao đánh mày? Có sao không? Tại vì á, mấy tụi nó nói bị cò bị bông giống con. Ngay còn cãi không nó không phải. Rồi tụi nó xúm lại á, quýnh con bầm dập gì luôn á tía. Trời Phật ơi, nó đánh sao cái mỏ nhỏ dảnh lên như cái kết được kìa. Rồi sao rồi? Tía ơi, tía cho con tiền đi tía. Ủa? Tiền chi? Ủa nó đánh con thì nó phải chịu tiền thuốc cho con chứ sao con xin tiền tía là sao? Để con đóng tiền viện phí cho tụi nó. Ủa sao mày nhân từ dữ vậy? Tại vì á, con đánh tụi nó bị nặng hơn con, nó nhập viện hết rồi. Nè, làm gì vậy? Sao tự nhiên không nói tiếng nào mặt chầm chầm đóng vậy? Con bực mình. Bực cái gì? Sao bực? Con bị người khác coi thường á. Ai coi thường con? Tại sao coi thường? Nói cô nghe, cô giải quyết được hết. Anh bẫy cò. Bẫy cò? Nó làm gì con? Đi, đi với cô. Đi với cô lại, cô qua cô hỏi tại sao nó coi thường con. Chứ sao? Kể cho nghe nè. Hôm qua, anh hẹn con ra. Anh hẹn con ra? Ra đâu? Ra bờ đê hả? Ra ngoài ruộng? Không. Ra ổ rơm? Không. Chứ gì đâu? Đường lộ thôi hả? À, rồi sao nữa? Có sao không? Anh hỏi con á là em thích cái gì? Rồi con thích cái gì? Anh rủ em đi ăn kem á. Em đi không? Em... Ăn kem hả? Ừ. Trời ơi, đi chứ. Em thích kem lắm á nha. Rồi đi ăn kem xong cái anh rủ đi coi phim, chịu đi không? Thì cũng được. Dù gì đi nữa em cũng thích xem phim. Nếu em muốn đi, đi mình đi. Được rồi. Anh biết cò. Anh hỏi con nữa là thích đi xem phim không? Cái gì? Nó kêu thích đi xem phim không hả? Không có được nha. Không có được để dụ dỗ vô mấy cái chỗ đó nha. Cái chỗ đó là cái chỗ đèn đuốc tắt, đen thui như mực. Tớ hù à. Chỉ có những cái cặp đôi ở trong đó không có được vô, không được nghe lời nghe chưa? Không phải. Chứ sao? Anh rủ con. Ừ. Rồi xong cái anh nói điên mình đi. Ừ. Anh đi về. Trời ơi, sao nó vô duyên dữ vậy ta? Bình thường á, cô thấy nó cũng không có duyên lắm. Mà tại sao bữa nay vô duyên nặng dữ vậy? Hay là có khi nào đó cái tuổi đó nó chưa có vợ, tự nhiên nó bị khùng khùng không ta? Thì đó. Ờ. Con cũng đâu thích ảnh đâu. Ừ. Con cảm thấy con bị tổn thương. Đó. Cô coi coi ý của ảnh sao? Theo như cô nghĩ, kinh nghiệm đầy mình của cô á, có lẽ nó thích con. Nó thích con, nó muốn tiếp cận với con, cho nên mới chọc ghẹo con vậy đó mà. Con cũng nghĩ như vậy á. Ừ. Bởi vậy, con về nhà, con thắp mấy cây nhang, con giái liền. Ôi, mày muốn lấy nó hả? Muốn hai đứa hợp đôi hả? Không. Chứ sao? Con giái á, là ảnh yêu ai, bị người ta bỏ. Trời đất ơi. Rủ ai đi đâu chơi á, cũng bị người ta từ chối hết. Không nhận á, nhìn mặt cũng xinh xắn, dễ thương, hiền lành. Sao bụng con ác dữ vậy con? Cỡ tuổi đó chưa có vợ mà mày còn trù cho nó à? Bỏ, bị bỏ hết là nghĩ sao? Ai biểu nó chơi xỏ con chi? Có thù á mà không trả, sao ăn ngon ngủ ngon được cô? Cũng phải ha.
không, lấy ly phê coi. Ai uống? Tôi uống chứ ai uống trời. Có đem tiền không? Bà, không lẽ tôi thiếu bà hoài. Ngồi đi mày, tao lấy liền. Đánh tiểu, ngồi chơi, ngồi chơi. Ủa, sao hôm nay đi uống nước mình vậy? Thì đi mình, thì uống mình. Ờ, cũng đúng ha. Ê, em khoái ăn cá viên chiên không? Khoái. Ê, vậy chiều nay đi với anh Tèo ra ngoài quán đầu đường mới mở ha, ăn cá viên chiên đi. Ừ. À, mà không. Sao vậy? Lật kèo lẽ mới hư ăn giờ hư không? Anh học chiêu của anh phải cò đúng không? À. Chiêu gì? Làm sao vậy? Ờ à, thì Hân này á dễ thương duyên dáng, không có dễ bị dụ đâu á. Sao? Chơi mấy chiêu đó với tôi chù cho ế vợ. Ê, đừng chạm tự ái nghe. Rủ đi ăn cái viên chiên không đi thôi. Chiều nay anh rủ hai nhái đi ăn. Ờ, rủ ai thì rủ đi. Chiều nay tôi cũng đi ăn cái viên, nhưng mà tôi đi ăn mình. Kệ em, không thèm ngồi với em nữa. Anh qua bên kia ngồi. Ly phê lẹ đi. Đợi chút mày. Tôi rủ cô Diễm Hồng đi. Chị mua gì dùng thử đi chị. Cái này rất tiện lợi, sạch sẽ và hiện đại nữa. Chị mua gì dùng thử đi. Cái này hiện đại lắm. Nhìn nó giống cái bếp ga kìa ha. Cái này là bếp điện từ chị ơi. Bếp điện từ hả? Dạ. Là xài bằng điện á hả? Dạ đúng rồi. Chị chỉ cần á ghim điện vô là xài thôi. Nhưng mà có giật không? Dạ không nha chị. Đảm bảo an toàn và hiện đại nữa. Hiện đại hả? Dạ đúng rồi. Ôi nôi, tôi nghe mấy cái hiện đại tôi sợ lắm. Là sao chị? Ý là hao điện á. Ba cái quỷ cái yêu này tốn điện dữ lắm. Cái này á có chế độ tiết kiệm điện rất là hay. Tiết kiệm điện hả? Ừ. Nhưng mà xài có bền không? Cái này xài rất bền nha chị. Em bảo hành cho chị 2 năm luôn. 2 năm? Dạ đúng rồi. Màn đét thôi. Cái ông lò nhà tôi xài cả chục năm trời. Cái này có 2 năm hả? Ồ, nhưng mà ông lò của nhà chị á, mỗi lần nấu là phải nhúm lửa, rất là bất tiện phải không chị? Nhưng mà xài lâu rồi thấy cũng bình thường. Cái này á, chị chỉ cần bấm nút là xong à. Bấm nút này là xong hả? Dạ đúng rồi. Ngộ quá ha. Ở thành phố bây giờ á, người ta xài cái này không à chị ơi. Thiệt không? Dạ. Em có dám nói láo đâu. Nói láo là không có răng ăn cháo luôn á. Nhưng mà trong đây có chế độ nấu cháo không? À, dạ đây. Đâu? Đây, đây có chế độ nấu cháo nè chị. Ờ, à, hay dữ ta. Biết sao không? Để tôi nấu cháo thằng con trai của tôi. Dạ. Để tôi suy nghĩ thử coi. Suy nghĩ gì nữa? Chị mua về dùng thử đi. Ở bên công ty của tôi á, đang có chương trình khuyến mãi. Khuyến mãi? Đúng rồi. Khuyến mãi gì? Mua một cái bếp điện từ sẽ tặng ngay một cái hộp quẹt ga. Màn đét ơi, khuyến mãi cái gì mà trất quốc vậy? Để cho mỗi khi á, cái bếp điện từ của chị bị hư á, chị dùng cái hộp quẹt ga chị nhúm lửa lại cái lò 10 năm của chị. Ờ, thì thấy cũng ham thiệt đó. Nhưng mà hả, để tôi coi tí má của tôi sao chứ. Lỡ mua về ông bà không chịu mệt lắm. Ông bà lớn tuổi rồi, có theo kịp thời đại đâu. Chị còn trẻ, chị phải là người tiêu dùng thông thái nhất. Đúng. Không lẽ cái con hai nhái này suốt đời quê mùa giống tư ếch. Tôi quyết định rồi, tôi lấy cái này. Dạ dạ, để em sẽ ghi hóa đơn cho chị liền. Ừ. Sao mà thời buổi gì mà khó khăn quá, bán buôn ế ẩm quá, không ai ghé mua giùm cho con cái hết trơn á. Có không? Ủa? Cô bán cho con ly trà đường đi. Ai uống vậy? Dạ Tí con. Sao Tí này uống trà đường? Dạ dạo này Tí con nóng trong người á, nên nghỉ uống cà phê mấy hôm mà. Ủa? Sao nay cô để mấy nãy đây? Của nhỏ em nó bán ngoài chợ. Mà nó ế quá, cô đem gì bán phụ mà. Đúng rồi, ế là phải rồi. Giờ ai xài ba bếp lò nữa, ta xài bếp từ hết rồi cô ơi. Cô nhớ nhà con cũng xài bếp lò này phải không? Mua giùm cô đi, cô giảm giá cho. Thôi, hết rồi, nhà con không xài mấy này nữa. Nhà con xài bếp từ rồi, mới mua nè. Xài đó xong rồi mới thấy ba bếp lò bất tiện thêm một. Ủa, cô không?
tự nhiên cái cọc à. Người ta có sao ta nói vậy. Nhiêu gì cô Hồng? 10.000. Bữa nhớ bán có 8.000. Bên đây lên giá rồi. Đem về đi. Đúng là có trăng quên đèn, có mới nới cũ. Tao á trù cho ba cái bếp mới bây giờ hả, nó mát, nó tưng, nó giật á hả, rồi nó hư á, lại đến tìm tao, tao bán giá trên trời á. Trời ơi, cái thời buổi bây giờ mà ai xài ba cái bếp này nữa không biết nữa. Cô chủ ơi. Ơi. Ủa, cậu uống gì? À, cho con ly cà phê đá đi. Ừ. Ủa, cái gì vậy? Đây là bếp điện tử. À, con là nhân viên tiếp thị. Cô mua dùng thử đi. Cái này rất tiện lợi, sạch sẽ và hiện đại nữa. Bây giờ đâu có ai xài mấy cái lò này nữa đâu cô. Đi về đi, đi liền, đi. À, sao vậy cô? Không có bán gì hết, dẹp. Con chưa uống nước đừng mà. Đừng có để tôi thấy mặt nghe chưa, đi về đi. Trời ơi, bữa nay là cái ngày gì vậy trời? Tôi nhớ sáng giờ tôi đốt phong long rồi mà. Trời ơi, con nhai đâu? Nhai. Dạ. Trời đất ơi. Tự nhiên cái bếp nấu cơm của tao mà đem để ngoài trời mưa trời gió là sao? Hả? À, dạ. Con mới mua bếp điện tử con để ngoài. Trời đất ơi, cái bếp nhà này là xài 10 năm rồi, tự nhiên mà nó còn tốt thì mày xài mày đem dục làm sao? Không đâu có dục đâu, con để ngoài thôi à. Rồi lấy gì xài? Mới mua bếp điện tử. Trời ơi, bếp nó tiện, quá trời tiện luôn. Trời đất ơi, cái bếp này người ta nấu cơm kho cá rồi nó ngon gần chết. Đi đổi cái bếp khác là sao? Ủa, nấu cơm kho cá thì ngon cách người ta nêm nếm. Chứ ai nói với tía là bếp này nấu ngon. Không, tao không cần biết. Bây giờ mày đem cái bếp kia mày trả. Mày đem cái bếp vô rồi trong đó cho tao. Lại lên. Bếp mới mua sao tía? Trả lại người đó. Không có trả được. Ủa sao trả được? Mua sao trả? Siêu thị người ta mua hư hao người ta đổi được hết, trả được hết. Nhưng mà con không có mua siêu thị. Trời đất ơi, mua đâu? Mua mấy chỗ nhỏ lẻ thế. Rồi, mày mua nhầm cái chỗ mà hàng dở mà hàng giả rồi, trả không được cái gì. Không, chỗ này mua xịn lắm. Người ta bảo hành tôi 2 năm. 2 năm? Cái kiểu này chắc 6 tháng quá. Không, 2 năm. 6 tháng là sang tháo đó. Thôi, rồi, đem cái bếp vô trong cho tao. Thôi. Nhưng mà hôm qua tía ăn cơm ngon không? Ờ, được. Đó, hôm qua nấu bếp đó đó. Bếp đó hả? Hả? Hèn chi tao thấy cái hơi kỳ kỳ. Chở mặt nhanh dữ trời. Không còn nói nhiều. Bây giờ ha, một là mày đem trả cái bếp kia, đem cái bếp này vô trọng cho tao nấu cơm. Hai là sau này tự ai nấu nấy ăn. Tao giữ cái bếp này, tao nấu, tao ăn. Ok. Tía. Tía. Trời ơi, thời buổi giờ cái bếp lò xấu quắc vậy, ai mà mua. Cái gì vậy? Gì mặt buồn so à? Tao, nhà mày xài bếp gì vậy? Trời, bởi sớm này có tôi với bà bạn nhiều chuyện với nhau mà bà không biết quan tâm tôi gì hết trơn. Tôi chạy xe ôm vòng vòng ngoài đường tối ngày ăn cơm bụi không có bao giờ nấu nướng gì đâu, xài bếp bởi. Chán ghê vậy nha. Sao? Dạo này quán tao đã ế rồi. Tao bán buôn thêm này ế quá trời, không ai mua hết trơn á. Cười mà quá, chừng nào bếp đã hư người ta mua bếp mới chứ ở đâu than thở vậy. Mày biết rồi á, mấy cái bếp này á, nó rất là bền. Nó xài 3-4 năm á, nhiều khi cả 10 năm chưa hư nữa đó. Ê ê ê, giờ bà muốn người ta mua bếp của bà nhiều không? Vậy thì bây giờ bà nghĩ cách làm sao á, cho mấy cái bếp này nè, nó mau hư đi. Xài cỡ nửa năm, năm, 2 năm gì đó là nó hư, người ta mua bếp mới của bà. Khùng quá. Người ta dân ở mình ở đây á, người ta dân quê, người ta nghèo. Mua cái bếp á, người vậy mà người ta còn không có tiền ta mua. Mày đi mày đi làm ba cái bếp mà xài mau hư rồi người ta lo ta đi kiếm đồ xịn ta xài hay sao? Cũng đúng ha. Chứ tôi đồ giỡn là tôi không có mua rồi đó.
Mà bà ơi, thời buổi giờ tân tiến rồi ai đâu xài mấy bếp này nữa. Tôi thấy mấy nay ngoài chợ người ta bán bếp từ gì đó, bà con bu vô coi đông lắm à. Tao thấy rồi, hôm bữa nó vô đây nè, nó tiếp thị cho tao chứ. Ha, tao tức quá, tao đuổi ra đường luôn, tao không bán cà phê mà tao còn đuổi đi một trận luôn á. Trời ơi. Vậy đó. Bà sao kỳ vậy, người ta vô người ta bán bếp mà bà chửi người ta. Chưa đâu nha, tao mà còn gặp ngoài đường một lần nữa tao còn chửi nữa chứ đừng nói. Ừ, vậy là thôi đâu. Ôi bà ơi, bà kỳ quá. Thì người ta cũng kiếm cơm ăn thôi chứ gì đâu mà đuổi người ta. Nhưng mà ba cái đồ hiện đại đó bán ở đâu trên thành phố đi. Ở đây là dân quê người ta xài cái gì bình vậy chất phát nó quen rồi. Tự nhiên càng la xuống đây hả, dụ người ta mua. Bà sao ngộ quá. Không lẽ không cho cuộc đời bà con mình tân tiến xài đồ xịn hơn chút. Thì bây giờ tôi nói bà nghe, trăm người bán, vạn người mua. Bà chửi thằng này thì mơi mốt có thằng khác tới bán nữa mà bà chửi hết không? Tao không biết, tao tức là tao chửi à. Vậy bà... đi. Bà không được vậy, bà phải học hỏi người ta. Cái người ta tiếp thị đồ ra ngoài chợ rau sùm, bà cũng phải học cách tiếp thị đồ này kia cho người ta biết tới bếp của bà. Sao mày biết tao không tiếp thị? Quán tao nó ế, tao phải đi từ sáng đến chiều tối ngoài chợ. Có tiếp thị luôn hả? Trời ơi, mày biết tao rao từ đầu trên xóm dưới, hang cùng ngõ hẻ nào người ta cũng nghe. Nghe như vậy mà không ai mua tao mới tức chứ. Đó đó. Bà biết sao bà rao mà người ta không mua không? Tại cái miệng của bà đó. Trời ơi, bà nói chuyện tôi nhức đầu gần chết rồi, bà còn đi rao nguyên ngày nữa ai mà mua. Bà phải học hỏi. Bây giờ bà về lấy điện thoại, lên trên mạng á, đọc mấy cái thông tin, thông báo, tin tức, báo đài rồi này kia. Mấy cái mà công nghệ 4.0 rồi đó. Thời buổi giờ phải tiếp thị kiểu đó người ta mới mua. 4.0 là cái gì? Là sao mày nói tao rõ nghe coi. Giải thích ngang không bà cũng không hiểu nổi đâu. Mà bà yên tâm đi. Giờ bà để mấy cái bếp này, tôi sẽ có cách giúp bà. Ok không? Rồi rồi, đổi kiểu. Đổi kiểu. Rồi. Không chứ mày. Chưa, đợi. Lâu vậy? Rồi, bây giờ đợi tôi đăng mấy tấm hình lên trên mạng xã hội là chiến dịch giải cứu ông lò thành công bắt đầu. Dạ, tao đi chợ cái nha. Ủa, sao giờ này chưa rồi bà đi chợ sao nó ăn kịp? Sao không kịp? Trời ơi, mày biết không, tao xài cái bếp từ á, nó xài nhanh ơi là nhanh, nó nóng nhanh lắm mà ngon nữa. Cái gì? Cái gì là cái gì? Nãy bà nói bà xài bếp từ. Đúng rồi, trời ơi, mày biết không, cái bếp từ á xài đã nha. Tao nhỏ em mua giùm cái bếp từ về xài, công nhân xài nhanh lắm luôn á, đã là đã luôn. Đã gì? Nghĩ làm sao sáng giờ bà nhờ tôi suy nghĩ đầu óc, dắt óc ra để mà kiếm cách giải cứu ông lò cho bà. Rồi cuối cùng bà cũng xài cái bếp từ của người ta chứ không có xài bếp lò của bà. Nãy giờ tôi chụp hình muốn hết pin điện thoại luôn nè. Cự khỉ. Công nhận mặt mày ngu thiệt cái nha. Trời đất ơi, cái ý của tao á là tao phải mua cái bếp đó vậy tao xài để tao coi khuyết điểm của nó rồi mới thấy được cái ưu điểm của bếp của mình để tao mới nói được với người ta. Mày không có hiểu gì trơn trội rồi lam sùm mà. Tức là bà xài cái bà so sánh hai cái bếp, cái bà giới thiệu với người ta. Thấy ta. Thôi. Ôi, bởi vì đúng là gừng càng già càng cay bà ơi. Hay quá. Tía, không dạ. Những nồi nấu nhanh ghê thế. Mới nấu cháo với thằng cu mà giờ chín rồi. Nhanh chưa chắc ngon đâu. Ngon thế. Coi chừng nó chín hổn đó. Nấu cháo mà phải lửa riêu riêu vậy nó mới nhừ, nó mới ngon. Trời ơi. Ủa, mà tía nhất quyết là nấu ăn mình vậy luôn á hả? Tía mày, quân tử với ngon nói là làm. Nấu ăn riêng hết. Sao mà tiếc cổ hủ à? Nấu nào tiện thôi chứ. Ai đó cổ hủ? Tiếc chứ ai. Má còn hiểu mà sao tiếc không hiểu chứ vậy? Thôi, mày lo mày nấu cơm mà cho má con mày ăn đi. Nhiều chuyện quá. Chi cực chứ tiếc. Tôi hết cực vậy đó. Ừ. Sao mà tiếc nấu sớm vậy? Trưa mới ăn mà. Trễ nấu giờ này nè đó. Bây giờ cái than chín lát nữa rồi nó riêu ăn cá nó sắc xuống mới ngon. Đó. Ừ. Nhìn cho coi.
Ủa tí nấu chè hả tí? Nãy giờ thấy tí bỏ 8 muỗng rồi đó. 8 muỗng rồi 8 muỗng. Tôi thích ăn ngọt được không? Nè bỏ thêm muỗng nè, 9 muỗng rồi đó, đó 9 muỗng rồi. Tôi thích ăn ngọt. Nấu cơm đi. Lo là mấy con mẹ ăn đi. Trời, tí lo gì con? Nấu xíu chín bếp điện tử lo gì. Tí lo bếp lửa thôi kìa. Mày lo mày đi. Sao ngọt gì vậy trời? Tôi đang niêm mà con nhỏ nhái này nó nói làm tôi tự ái, tôi bỏ cái đống vô nó ngọt. Thiệt. À, cái gì vậy? Nhai. Gì vậy? Chết rồi tí ơi, tự nhiên cúp điện rồi. Cúp điện mà làm như nhà cháy vậy. Giờ sao? Đang nấu ăn tự nhiên cúp điện. Nấu ăn? Ừ. Cúp điện? Ừ. Bên điện từ phải không? Ừ. Thời điện đúng không? Cá ngon quá con. Để tôi ăn với cá ngon. Bên điện từ cúp điện nhìn nát. Trời cá ngon thiệt. Tế. Ừ. Cho con muỗng bếp lò xíu. Xíu. Bếp lò. Nấu mình xong rồi còn xíu nữa. Một xíu qua. Không. Tế cho con muỗng xíu thôi, nấu mình xong rồi. Không là không. Tế chút xíu, xíu xíu. Đó, cho con thấy được cái sự hiện đại của con nó bất thiện như thế nào, thấy không? Nè, không có gì mà hoàn thiện hết á, cái gì nó cũng có lợi và có cái hại, thấy không? Đừng có bao giờ dội cái mà có cái mới cái nới cái cũ, có trăng cái quên đèn, thấy không? Tí con biết lỗi rồi, sao con mới vậy nữa? Không biết lỗi gì đó, nói tóm là một câu ngắn gọn, ra ngoài ăn cơm tiệm rồi, xong. Tiêm cho ông mượn thiệt á hả? Không. Tí cho con mượn. Không. Không. Đi đi. Ra ngoài cơm tiệm đi. Đi. Không cho mượn thiệt luôn hả? Không. Cá ngon quá con. Cá kho cá lò ngon. Cá gì mà ngon lực. Trời ơi trời. Cái này ném mì cá rô nấu chè luôn. Cái kho gì. Trời ơi công nhận. Mình bán quán nước thì ấy mà nhờ cái này lấy lại đỡ quá trời quá đất ơi trời. Cảm ơn lò, cảm ơn lò. Ủa, đi đâu vậy con? Ngồi ngồi. Trời, sáng đem tiền sớm ha. Tiền nhờ hả? Bán mấy cái bếp lò. Nhờ mày mà cái chiến dịch gì á giải cứu ông lò thành công á tao mới bán được á mày con kìa. Bán thành cách luôn. Cái gì bán hết luôn rồi hả? Ừ. Trời ơi. Chúc mừng bà kìa. Uống cái gì tao đãi. Đãi hả? Ừ. À, cho ly phi sữa. Ừ, được á. Đập thêm 4 cái trứng hột gà vô. Công nhận biết tranh thủ cơ hội dễ sợ nha. Không sao, ta đang vui, cái gì cũng được okay, hết. Ok, ok. Có Hồng ơi, có Hồng. Có Hồng ơi. Gì vậy nhái làm gì mà chạy dữ vậy? Mấy cái lò đâu hết rồi cô? Bán hết rồi. Thôi chết rồi. Cái gì vậy? Tự nhiên con đang nấu đồ ăn á. Ờ. Cái cúp điện. Chết cha. Trời trời trời. Vậy là cái bếp hiện đại nó hỏng có làm gì được nữa hết hả? Hết công dụng rồi hả? Dạ. À, chia buồn với con hen. Giờ sao cô Hồng? Giờ sao? Anh Tèo giờ sao? Anh có bán bếp lò đâu biết. Ôi trời ơi, dễ mà. Không hiểu hả? Không. Ui sao mày hả? Trẻ mà không thông minh vậy trơn á. Bây giờ nè, dạ. Con đi nha, cô chỉ nha. Dạ. Con đi thẳng ra khỏi nhà cô. Con quẹo qua phải. Quẹo phải. Dạ. Con đi khoảng 100 thước. Cái con đi thẳng. Khoảng chừng 20 bước chân. Cái con quẹo qua bên trái. Cái con thấy một cái cầu. À, cái cầu ở cái rạch nhà mình đó nhớ không? Cái rạch cái xóm mình đó. Dạ nhớ, nhớ. Đồng cái con quẹo bên phải lần nữa. Cái con đếm khoảng chừng 32 bước chân. Ha, 32 bước nhớ đếm cho đúng nha. Là con thấy liền. Thấy gì? Ừ, tôi quăng ăn. Vô ăn. Cái gì vậy? Mày tới đó mày ăn cho lẹ lên, khỏi cần phải nấu. Nãy giờ cô Hồng chỉ, tưởng đâu cô Hồng chỉ có đi mua bếp lò. Trời ơi, đi mất cơm. Thì vô ăn cho lẹ khỏi nấu. Trời đất ơi, đi lẹ đi. Ờ, vậy ha. Gì đâu vậy? Đi ra tiệm mua đồ ăn chứ sao. Đi đi. Sáng sớm hả? Cái cô hồn cắt đảng gì đâu mà nó ngồi hả? Chần chần một đống vậy á. Sao mà bán buôn kiểu này chắc ế cả ngày quá đi thôi à. Ui. Gì? Sáng thấy quán ế người ta qua chỉ mánh cho làm ăn mà tự nhiên đốt phong long người ta vậy. Đốt tụi bậy vô hỏi phỏng tay luôn giờ nè. Ê,
cách gì vậy ba Lít? Mấy bữa nay ruột không có nghe xẻo lá mình ầm ầm lên chứ hả? Chuyện gì mà ầm ầm ở xẻo lá này mà tao không biết? Bên nhà bác hai lúa hay chưa? Nhà hai lúa? À, hình như tao nghe ổng chuẩn bị kinh doanh nhà trọ gì đúng không? Homestay là cái gì? Là chỗ cho khách du lịch nghỉ ngơi. Là thì gọi là nhà trọ? Không phải, đó là nhà mình cải tạo lại cho khách du lịch nghỉ trọ. Thì cũng là để cho khách nghỉ đúng không? Ừ. Thì gọi là nhà trọ. Homestay là nhà trọ. Trời ơi, cả cái xẻo lá này ai cũng gọi homestay, có mình nên cô là ngang ngược là nói không đúng đó. Mày mới là ngang ngược á. Mình là người Việt thì mình nói nhà trọ, mày đặt homestay, tiếng Tây, tiếng U đó. Mệt thôi, quá. Mà bà cứ gọi nhà trọ đi. Nhưng mà tao nói nghe nè, hình như tao nghe nói á, nếu mà cái mô hình mà kinh doanh cái đó đó là ngon lắm phải không? Vô lắm phải không? Sao mà không ngon? Thế hả? Con á là con định nói á với tía con là bắt trước, mà trước khi mà nhà bác hai chưa làm xong á, bắt đầu mình làm trước hả? Mà tía con ổng không có chịu. Trời ơi, mày nói ai chứ tía mày, tao biết quá. Ổng cổ lỗ sĩ lắm, ổng là chuyên môn cái diện thủ cụ bài tân. Ổng không có chịu ba cái vụ tân thời đâu, ổng khoái cái cũ à. Vậy đi, vậy nói tía con nói là ruột nói vậy đó. Cái bắt đầu tía con á là không ghé uống cà phê ruột luôn. Mắc mối gán chịu. Thôi, trời làm dữ vậy, khỉ à. Không mà thiệt, tía con cổ hủ thiệt. Phải vì giống bác hai á, mình mở mang đầu óc cái mình kinh doanh gì có tốt hơn không? Tao nói mày nghe nha, có nhiều người dở ghê á, có cái thời cơ làm mà không chịu làm. Tao nói thiệt với mày á, cái quán của cô nó hơi bị chỗ này nó hơi hẻo lánh, nó không có được như là thuận tiện như ở ngoài mặt tiền người ta, nó đông đảo mọi người á, chứ không thôi là cô cũng kiếm đi cô làm, ai cũng muốn kiếm tiền mà, đúng không? Bậy, sao làm không được? Kinh doanh là đầu óc. Sao vậy? Tao thấy cái chỗ này á nó nhỏ quá, với lại không được, không biết nghĩ làm cái gì được hết trơn á. Bởi lúc nào cũng vắng hết trơn á. Con có cách. Có cách hả? Ừ. Trời ơi, Bích La giỏi quá. Ê, ba Lít giỏi quá, chỉ cô coi. Khát nước quá. Nói đi, lát tao lấy nước cam ép cho uống ha. Nhớ nghe. Ừ. Đây nè. Ừ, sao? Ở miền Tây mình là nổi tiếng đờn ca tài tử. Đúng. Tại sao mình không kêu người về đây đờn ca hát sướng, rồi phục vụ ăn uống? Như vậy khách du lịch họ sẽ rất thích. Hay nha. Trời ơi, hay đó. Thí dụ quán mình ế quá, bây giờ mình phải tìm cách cho nó đông lên đúng không? Kéo khách tới. Nhưng mà cái chỗ này nó vắng như vậy, sao mà mình kéo tới được? Bây giờ là thời đại gì rồi, mình liên hệ những công ty du lịch, rồi mình móc nối với những người xe ôm, ví dụ như thằng Tèo. Như vậy mình sẽ chích một phần cho họ. Wow. Ừ, họ lôi khách về cho mình. Hay ta. Công nhận á, bữa nay mới thấy mày là quân sư giỏi nha. Quê, nghe nè. Để nước cam cho uống nha. Nhưng mà Út Khanh nhà tôi á hát tài tử hay lắm á nghe. Vậy hả? Nhớ mùa chớm chớm chớm, mùa chớm chớm kỷ niệm, biết bao nhiêu nồng hâm. Dôm dôm nè anh Bảy. Ăn đi, để quét cái rồi. Lấy chân rồi. Chơi mùa này sao chua với trời. Đây, cái gì đây? Dở không chưa? Ủa, mày có thấy là tao đang quét sân không? Tao mới vừa quét xong, mày xả nữa là sao? Thì giờ á, để đi chút xíu em quét cho. Mày ăn xong quét không? Nè, đó, ăn xong quét đi. Mệt quá à. Thì để từ chiều quét, cho ăn chưa xong gì hết trơn à. Làm như kỹ quá, tối ngày cứ quét. Vậy tao hỏi mày nghe. Mỗi ngày mày đừng có tắm, mày để một tuần mày tắm một lần, chịu không? Tôi cũng tính vậy. Thứ ở dơ còn khoe. Trời ơi, xin lỗi anh à. Ở dơ vậy đó chứ mình em thơm phức như hàm hương vậy đó. Mày thơm là nhờ xịt dầu thơm, chứ nguyên người mày cũng dơ hay à. Gớm. Kệ tôi vô duyên. Mừng quá. Ê, đi đâu à? Đi đâu để hồi rồi không quét nhà. Em đi ra quán chút. Quán cô Diễm Hồng à? Còn ai trồng khoai đất này nữa? Không được nghe.
té kêu ở nhà lo coi ta xây dựng kìa. Trời ơi, thì mấy cái chuyện xây dựng đó anh biết thì anh ra anh coi đi. Có em chi nữa cho nó lu bu vậy trời. Mình tao làm không thể, mày phải ở nhà phụ á. Mày đi tao mát tía. Nhưng mà tía kêu tôi đi á. Gì? Tía kêu qua cô Diễm Hồng. Đúng rồi, biết làm sao không? Bên quán cô Diễm Hồng bây giờ có đơn ca tài tử ở bển á. Tôi qua thử coi bển có làm sao. Thôi, mày đi ra ngoài rồi cái mày dính ở ngoài luôn. Mày biết chừng nào mày mới về. Với lại mình tao lo không thể đâu. Ồ, không có đâu, em đi ship về liền à. Thôi, mày muốn đi đâu, đợi tía dậy đi, hỏi tía đi đi. Ơ, à, tía dậy rồi kìa, tía con đi nha tía. Cái thằng mắc dịch. Vậy cũng dụ tao được nữa. Ngon không? Cũng được. À, đây vị cá, rau, canh, tất cả là 440. Hả? Cái gì vậy? Mắc dữ vậy? 440 ngàn. Trời, có hai ly nước cơm vậy thôi tính 440 ngàn. Thông cảm đi, tại vì ở đây mình ở chỗ du lịch hả, mình phải tính giá du lịch chứ nè. Thế mình còn được nghe ca hát, cái gì cũng phải tốn tiền mà cậu hả? Du lịch tới thì cũng phải vừa vừa. Trời, chặt chém chỗ này ai mà dám ghé. Em nhớ cái quán này nha, lần sau anh không có đến nữa đâu á. Thôi trả lại luôn đi. Nè, 450. Thói lại 10 ngàn cho tôi. Nói bo luôn 10 ngàn. Không. Không. Có 10 ngàn biết bo. Tôi nhớ cái quán này ha, tôi đăng lên Facebook cho mọi người biết mà tránh. 10 ngàn muốn bo. Đi anh. Trời ơi. Mày đừng có thách tôi á, chờ mà coi ha. Mệt quá à, chững bồ đi chơi. Mày bị lặt tính toán, keo kiệt. Vậy thì về mua mồi mua rượu về nhà đóng cửa hả, lại ăn chơi với nhau đi. Trời ơi, quá trời đông khách luôn ha. Ừ, cũng nhờ mày á, mày chỉ cho tao đó đừng ca tài tử rồi khách đông quá trời đông luôn à. Trời ơi, bây giờ mày tới á là một lượt khách mới vừa về á nha, chứ sớm tới xíu nữa là không có chỗ ngồi á. Mấy bữa ha không có chỗ ngồi mà đông á, người ta phải bắt số rồi đó. Bắt số á, không mấy người đó chờ lâu quá, phải đi đâu á rồi hồi quay lại là phải lấy số lại luôn đó. Trời, đi ăn uống nghe đừng ca tài tử giống như đi bệnh viện gì bắt số luôn hả? Ồ, nó đông nó nổi vậy tao nói thiệt luôn á, mày không tin á, bữa nào mày đi lên thử coi. Chuyến này về phải thuyết phục tía kinh doanh du lịch mới được. Quá ham. Ừ, được đó, mày về mày ráng thuyết phục ổng đi à, rồi làm chung cho nó vui. Hey, không sợ nhà con cạnh tranh với ruột hả? Làm gì sợ, người ta nói hả, trăm người bán vạn người mua lận. Buôn có bạn, bán có phường, bán gì mới vui. Được á. Tiền cà phê chưa trả. Quên. Quên khôn quá. Nãy giờ khách đông quá quên. Rồi. Đây. Ê. Thiếu. Chưa đủ. À, nhiều. À, đây. À. Đây là cộng với cái tiền phục vụ văn nghệ nãy giờ đúng không? Cũng chưa đủ. Vậy chứ nhiều. Nhiều. 50. Cái gì? 50. Trời ơi, giá du lịch mà. Tôi là quân sư của ruột luôn á mà ruột lấy 50. Quân sư chứ. Giờ qua uống coi như khách. Khách uống cũng nghe từng ca tài tử thì cũng phải trả theo giá du lịch chứ. Quá đáng lắm luôn á. Đối xử với quý nhân mà vậy luôn á hả? Ai cũng vậy, ai cũng nghe, ai cũng uống vậy mà. Nè ha, lấy tiền này đi. Rồi ha, cho mập vô. Rồi lúc có cái gì á, không có ai nhìn đâu. Mới mốt tôi kinh doanh du lịch được, tôi lấy gấp 3 luôn. Quá đáng lắm luôn.
Trời đất ơi, từ 10 ngàn lên có 50 ngàn ly mà nó làm thấy ớn không? Làm gì dữ lắm vậy? Quá đáng à. Trời đất ơi, dạo này khách khứa đông quá trời luôn à. Một mình chạy tới chạy lui không thế nào mà làm xuể nổi hết trơn á. Mấy đứa cháu à, mà đứa à, lúc mày đi học đi làm không có đứa nào phụ mình. Tỷ nhân viên thì mấy ngày trời cũng không thấy người nào tới để xin việc hết trơn. Sao mà khổ ơi là khổ gì Diễm Hồng gì không biết nữa. Cô Hồng. Ủa, chính thật sự, đi đâu đây? Uống cà phê hả? À, dạ không. Chứ đi đâu? Tên gì? Cần tuyển nhân viên phục vụ quán. Thôi, ở đây không có đủ tiền để trả cho nhân viên kiểu như chính thời sự đâu. Không được. Cô Hồng yên tâm, tiền bạc đối với con không có quan trọng. Quan trọng là con được nhiều chuyện với khách của cô Hồng á. Là sao? Cô Hồng biết không, thời buổi bây giờ mỗi người cầm một cái điện thoại bấm 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 bấm, không ai nhiều chuyện với con hết. Cho nên á, cái danh tiếng chính thời sự bị hao mòn rồi. Cho nên con phải qua đây tìm khách của cô Hồng để nhiều chuyện. Trời đất ơi, nó qua đây á, nó dành khách nó nhiều chuyện. Sao mà mình nhiều chuyện được? Không có được, làm sao có qua được cô Hồng được chứ. Ừ, có đem hồ sơ không? Dạ có, đây đây, hồ sơ của con đây. Chuẩn bị kỹ vậy hả? Dạ. Cẩn thận dữ hả? Dạ. Ôi trời ơi, hồ sơ. Mới tốt nghiệp cấp 3 à? Dạ đúng rồi. Vậy à, biết tiếng Anh không? Dạ biết. Nói thử coi. Dạ. Yes, no, okay. See you again, bye bye. I love you, còn đều biết hết trơn á. Đâu cần tới chính nữa. Ở đây á, khách nước ngoài rất là đông. Mà bây giờ nếu mà chính thời sự không có biết tiếng Anh thì làm sao mà nói chuyện với người ta được ha? Như vậy là cái danh tiếng của chính thời sự nó sẽ bị lu mờ đi, nó mai một đi, uổng. Tóm lại là không được nhận. Thôi, nè bây giờ cầm đi, quay ngược lại, đi thẳng ra cổng. Thẳng ra cổng, quẹo phải. Dạ. Đi thẳng một nước, về nhà. Vậy là không được nhiều chuyện. Ừ, chừng nào giỏi thì quay lại đây ha. Goodbye. See you again. Nghĩ sao vậy chính thời sự ha? Ở đây á, Diễm Hồng là trùm nhiều chuyện rồi. Mà chính thời sự tính đến đây để dìm hàng Diễm Hồng hả? Đâu có được. Tưởng kiếm nhân viên dễ lắm mà sao khó khăn quá ta. Được này mất kia. Ê, cậu kia. Dạ. Cậu kiếm ai vậy? Dạ, con kiếm chủ quán á cô. Tôi nè. Dạ. Đứng chần chần nhỏ bé vậy mà không thấy. Cô là chủ quán hả? Ôi, vậy mà nãy giờ ông nói sớm, làm con tìm quá trời quá đất luôn. Đến có chuyện gì không? Dạ, con đến xin việc á. Kiếm xin việc hả? À? Dạ. Sao không thấy cầm gì giấy tờ hồ sơ vậy vậy? Dạ, cô thông cảm, tại vì trước khi đi thì có. Nhưng mà trên đường đi thì gặp một số chuyện nên không có. Nhưng mà con hứa với cô á, con sẽ bổ sung ngay. Nha cô. Làm cái gì mà có bộ hồ sơ mà cũng không giữ nên thân gì, làm ăn được cái gì? Sao mất? Dạ, chuyện là như này. Sáng sớm con dậy lúc 5 giờ. Con coi đồng hồ. Sao thấy con sớm quá. Con nghĩ mình ngủ tiếp. Rồi đến 7 giờ con dậy, con đánh răng rửa mặt. Rồi ôi mệt quá à. Cho qua cái đoạn này đi. Nói vô trọng tâm cái hồ sơ từng cái gì mà đánh răng rửa mặt trong đó nữa. Con ghi nhận một chút. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó chứ. Vậy chứ sao, nói đi. Rồi con lấy bộ sơ ra, con kiểm tra coi cái đầy đủ hay chưa. Cẩn thận gì được. Dạ, cảm ơn cô. Rồi con lên xe, con đen đi nửa chừng thì... Thì sao? Thì... trời nó mưa. Trời ơi, có nghĩa là mưa ướt hết bộ hồ sơ đúng không? Dạ, đúng rồi. Có vậy không mà cũng làm tao mệt à. Thôi vô đi ngồi nói chuyện nữa nè. Dạ, cảm ơn cô. Ngồi đi. Dạ. Dạ, tại cô biết sao không? Con người của con á, làm cái gì cũng phải có trước có sau. Có đùi có đau. À, có đầu có đuôi. Rồi nên con nói chuyện á, cũng phải có đầu có đuôi. Như vậy người ta mới hiểu được. Rồi chừng nào mày bổ sung hồ sơ cho tao. Dạ, sau buổi phỏng vấn hôm nay thì con về, con viết.
con nộp của ngay. Ừ, vậy cũng được. Dạ. Nhưng mà tao nói nghe nè, tao nói trước ha, bây giờ tháng đầu tiên á, dạ, tao nhận mày, tao sẽ trả cho mày 5 triệu một tháng, à, ăn tự túc. À, chừng nào mà mày làm giỏi á thì cô bao ăn. Dạ. Được không? Dạ. Ê, quan trọng là mày biết tiếng Anh không? Dạ biết. Ừ. Con nói được tiếng Anh. Vậy hả? Con biết được tiếng Trung. Trời ơi, giỏi vậy. Con nghe được tiếng Hàn. Nhưng mà ngược lại thì con không nghe được tiếng Anh. Trời đất ơi. Không nói được tiếng Trung. Không biết được tiếng Hàn. Trời đất ơi, mày làm gì mà rối quá vậy hả? Tại sao mày không học nghe nói viết gì hầm bà lằng vô một cái ngoại ngữ thôi, tự nhiên mày làm tùm lum mỗi thứ một chút vậy? Ba mứa quá vậy. Dạ, hoàn cảnh cô ơi, để con kể cho nghe. Thôi. Mày đừng kể nữa. Mày mà kể nữa chắc là tao thấy tới Tết công cô luôn quá ha. Nè. Dạ. Cô nói cho nghe, tại con nơi khác tới á, con không biết. Dạ. Cô ở đây á, Diễm Hồng á, cái quán này nè, rất là phúc hậu. Ừ, lạ ha. Lạ ở đâu cô? Mỹ Tho đó. Dạ. Được ha. Dạ. Đó giờ có làm đâu chưa mà sao giờ này còn đi xin việc làm, có kinh nghiệm gì không? Dạ có chứ cô, con làm nhiều chỗ lắm á. Nhưng mà sao lại nghỉ thì xin chỗ khác? Dạ tại chủ thấy ghét nên con nghỉ chứ. Chủ sao ghét? Thì mới đầu cũng hứa hẹn rồi làm một thời gian xong nói quên. Cô thấy ghét nên con nghỉ. Trời, nãy giờ mình hứa nó cũng nhiều lắm, không biết kiểu này nó có nghỉ không ta. Mà giờ cô đẹp vậy chắc cô giữ lời hứa mà đúng không? Kiểu vậy chủ thấy ghét thiệt á ha. Được. Nhưng bây giờ làm liền giờ được không? Dạ được, ok luôn cô. Vậy nha. Dạ. Tới giờ rồi, cô Bảnh nghe nhạc thôi. Anh Bảy ơi, tới phiên anh coi nhạc kìa. Ủa, đi đâu vậy trời? Anh Bảy, tới phiên ra coi nhạc kìa trời. Đi đâu không biết nữa. Alo. Anh Bảy, tới giờ anh coi nhạc rồi kìa. Trời ơi, tao đang bên quán cô Diễm Hồng coi đường ca tài tử, đang hay, đang khúc mùi mẫn cao chào lắm. Trời đất ơi, nhưng mà hồi nãy là giao kèo là mỗi người coi một buổi mà, về lẹ đi. Gì? Bữa mày bỏ tao ở nhà tao canh mình, thì bây giờ mày ở nhà canh mình đi, canh bù hồi vụ bữa. Vậy đi nha, không nói nhiều, đang hay. Anh Bảy thiệt tình luôn á, ngồi tôi về tôi mét tía nè. Sáng giờ mình là chủ mà mình quay chóng mặt luôn á, mà cái thằng nhân viên của mình tới giờ này cũng chưa tới nữa. Alo. Dạ alo, con nghe cô. Mày đáng đâu mà giờ này chưa tới nữa? Dạ con lại gặp chuyện động trời cô à, để con kể cô nghe cho nha. Thôi mày đừng có kể nữa. Tao cho mày 5 phút nữa. Nếu mày không tới mày biến luôn đi, mày đừng có tới nữa nha. Chưa. Cái bà này, nghỉ thì nghỉ. Mệt quá. Trời ơi, bà không? Cái gì vậy? Trời ơi, cà phê gì bữa nay mà làm đắng ngát vậy bà nội? Cà phê phải đắng chứ, bữa chè sao phải ngọt? Nhưng mà đắng vừa vừa tao uống được. Đắng cái gì đâu mà uống không được luôn à. Đi xin mấy đường coi. Hết đường rồi. Trời ơi. Mà tôi nói cho ông nghe nha, già rồi nha, làm ơn á, ăn ít đường lại. Chứ không thôi bị tiểu đường, đái đường á, lúc đó đừng nói sao xui ha. Bà chủ viên, tự nhiên khách hàng là thượng đế, thượng đế mới xin chút xíu đường mà xài xỉ tiểu đường này tiểu đường nọ. Chưa thấy ai như bà nữa kỳ cục à. Tôi vậy đó. Muốn thôi đi, về bữa đi, không uống nữa thôi. Mà không uống nữa, quyết định rồi, về nhà tự pha cà phê uống. Về không trả tiền. Về tự pha đi ha. Rồi bỏ đường vô nhiều vô thành một cái món cà phê chè. Ăn cho nó đã, cho nhiều đường, cho tiểu đường luôn. Anh tưởng là anh không uống là tôi không bán cho ai được á hả? Anh không uống thì thôi chứ, tôi quá đông khách mà, tôi đâu có sợ. Trời. Chị, có phải chị chủ quán không?
Dạ đúng rồi chị. Chị cần gì chị? Dạ tôi ở trên xã xuống rồi chị. Vừa rồi có người tố cáo quán chị là bán cho khách du lịch chặt chém đó. Vậy tôi mời chị lên xã. Trời ơi chị có lộn quán nào không? Chứ đó giờ tôi bán buôn lúc nào cũng đúng giá mà. Làm gì có đúng giá gì? Đúng giá du lịch. Phải gì không? Cô đơn quá à. Trời ơi, sống thấy em chú ai yêu ơi, không? Anh đang quay về tôi thấy... năm xa hả? Ba Linh, vô đi uống cà phê. Ba Linh, vô đây, vô uống cà phê nha, uống cà phê. Chưa bắt số mà. Số má gì, uống đi. Ly 50.000 uống đứt lưỡi chết. Không có 10.000 à, có 10.000 ly à. Ủa, chứ không lấy giá du lịch nữa hả? Không có, tao mới bị phạt rồi, bán giá bình thường mà. Bởi vậy cho chừa, sẵn cảnh tỉnh luôn những người mà có ý định chặt chém người ta. Khách du lịch cũng là người ta đi làm cực khổ mới kiếm tiền được. Hở cái nghe cái hơi du lịch là chặt à, làm gì, ai dám ghé? Biết rồi, bán hoài à, bán bình thường rồi. Nè, làm du lịch lấy chất lượng hàng đầu, sự hài lòng để giữ chân du khách. Yếu tố con người là quan trọng nhất. Sao mày nói giống tiếng mày quá vậy? Tía mới nói xong qua nói gì ruột luôn á. Hèn chi, nhìn mày giống ông cụ non quá trời đất à. Trời, tía tôi nói tôi phải nghe chứ. Biết rồi, thôi giờ uống cà phê nha. Coi như tôi không uống cà phê. 3 lít này là không phải uống chùa đâu. Miễn sao giá mà nó giống như ngày thường là được rồi. Ok, rồi uống gì? Uống với kỹ. Có liền.